Xin trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 23 tháng 8 năm 2019. Xin chào anh Đỗ Dũng. Xin chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Ngày hôm nay có nhiều tin liên quan đến cộng đồng Việt Nam cũng như Việt Nam, và đặc biệt là liên quan đến cuộc thương chiến giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ ngày càng dữ dội hơn bao giờ hết. Dữ dội như thế nào chúng tôi sẽ trình bày với quý vị sau. Nhưng mà trước hết thì có hai cái tin không vui đối với cộng đồng Việt Nam miền Nam California. Đó là hôm thứ Hai vừa rồi, có một người nhân viên của trường đại học Cal State Fullerton miền Nam California, chúng tôi bị đâm chết trong xe vào hôm thứ Hai. Tôi có đưa tin cho quý vị thì ngày hôm thứ Tư, thưa quý vị, nghi can đã bị bắt. Và ngày hôm qua cảnh sát Fullerton đã có một cuộc họp báo và công bố cho biết nghi can bị bắt đó là một người Việt Nam. Ông này tên là Chuyên Võ, năm nay 51 tuổi, sống ở thành phố Huntington Beach, ngay chỗ cái vùng cũng gần vùng Lido Sài Gòn chúng tôi đây, gần nghĩa trang Chúa Chiên Lành. Thì sự việc xảy ra hôm thứ Hai khi mà ông Steven Sekion Chen, 57 tuổi, được phát hiện bị đâm nhiều nhát chết trong chiếc xe Infiniti trong bãi đậu xe của trường đại học Cal State Fullerton, góc đường Lansdorp và đường Nutgood vào 8 giờ 30 phút sáng thứ Hai. Sau đó thì lính cứu hỏa đến có cố gắng giúp ông nhưng mà ông không qua khỏi. Thì người ta coi cái băng video đó, thấy một người gốc Á Châu mặc đồ đen, đội nón đen chạy trốn. Và sau đó thì người ta tìm thấy một cái bao ông này để lại. Và nghe có người nói là ông này chạy chiếc BMW màu đen, cái kiếng tin màu đen luôn. Và người ta qua cái ngày thứ Ba thì họ đưa ra cái sketch, tức là cái mô tả nhân dạng của ông này đó. Thì qua tối ngày thứ Tư họ bắt ông này vào buổi tối ngày thứ Tư. Tin của báo OC Register cho biết ông này sống với mẹ vợ và hai đứa con tuổi vị thành niên. Ông này là một người rất là hiền lành, theo như hàng xóm mô tả như thế. Và cảnh sát cho biết là ông này là đồng nghiệp, tức là làm chung cái phòng tài chính với lại ông Steven Chen. Không biết là họ quan hệ như thế nào. Và bây giờ cảnh sát đang điều tra xem vì sao có chuyện này xảy ra. Ông Chen từng làm việc tại phòng tài chính của trường đại học Cal State Fullerton từ năm 2009 đến 2017 thì ông nghỉ hưu. Mà sau đó thì trường kêu ông trở lại làm part-time. Thì đó là chuyện ngày hôm qua cảnh sát công bố cho biết nghi can là người Việt Nam, ông Chuyên Võ. Thưa anh Long. Vâng, thưa quý vị, đây là cái điều mà người ta không vẫn còn thắc mắc. Hai người có cái quan hệ là làm việc trong cái chung cái phòng tài chính của trường Cal State Fullerton. Nhưng mà họ có những cái sự làm việc nào đó để mà đưa đến cái tình cảnh mà gọi là người này phải sát hại người kia, thì đây là một cái câu hỏi và chúng ta chờ đợi trong những ngày sắp tới. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ thông tin ngay với quý vị. Ngày hôm qua chúng tôi cũng có đưa đến quý vị một cái trường hợp là một người mẹ bị vào nằm nhà thương vì là tự tử sau khi mà có hai đứa con bị giết chết. Là cái câu chuyện đó ngày hôm qua thì chúng tôi chỉ biết được đến tới đó, nhưng ngày hôm nay thì tin tức nó lại đi thêm một vài bước nữa. Và cái người mẹ ngày hôm qua đang nằm nhà thương thì ngày hôm nay chúng tôi xác định được tên tuổi. Đó tên là bà Linda Nguyễn, năm nay 47 tuổi. Nhưng mà thưa quý vị, gọi câu chuyện bây giờ nó khác hơn với chuyện cảnh sát đã quyết định một quyết định liên quan đến cái vụ mà chết người này. Cảnh sát đã hành động như thế nào thưa anh Dũng? Thì coi như bây giờ họ bắt đầu truy tố bà này. Bà này coi như nay là đã cũng coi như là họ không cho biết là bà đã tỉnh hẳn chưa. Chưa thấy bà nói gì cả, chưa thấy khai gì cả. Nhưng mà dựa trên những cảnh sát điều tra, nhất là hai cái lá thư mà tuyệt mệnh mà họ khám, họ thấy trong nhà bà, một cái trong nhà, một cái trong xe hơi. Và dựa trên những cái gọi là bằng chứng tại chỗ, họ nói là có sự xô xát ở trong nhà, trong gara. Và bà quyết định là truy tố bà này. Coi như bà này bây giờ là đang trong bệnh viện. Và nếu mà chữa trị xong xuôi thì chắc chắn họ sẽ đưa bà vô tù và đưa ra tòa trong những ngày tới. Còn nguyên do như thế nào thì chúng ta chưa biết. Theo cảnh sát cho biết thì có vẻ là bà bị bệnh trầm cảm, nó bị sức ép tâm lý chuyện gì đó. Còn ông chồng thì vẫn tiếp tục hợp tác với lại cảnh sát và có thể nói là ông rất đau đớn. Nhưng ngày hôm qua chúng tôi đưa tin quý vị, cái cô con gái 14 tuổi của ông tên là Amy Nguyễn, người ta nói là bị một bệnh đặc biệt. Cảnh sát nói bệnh đặc biệt nhưng mà không nói là bệnh gì. Còn cái đứa con gái 4 tháng tuổi thì họ chưa tiết lộ danh tính. Thì thực ra cảnh sát cũng chưa tiết lộ danh tính nhưng mà trường Chico High School, trường trung học đó, nơi cô này học, thì họ đã cho biết tên như vậy. Thì đó là hai cái chuyện mà xảy ra trong những ngày vừa qua.
liên quan đến người Việt Nam, thì trong đó là coi như là có thể nói là hai người bị bắt và bị truy tố tội giết người, thưa anh Đọc. Đó là hai tin không vui liên quan đến người Việt ở tại khu vực gần chung quanh khu vực Lý Đô Sài Gòn của chúng tôi, California. Thưa quý vị, mấy ngày này không lẽ không hết các tin mà làm chúng không vui. Thì một cái chuyện tai nạn xe cộ ở tại thủ phủ Sacramento đã xảy ra vào khuya ngày thứ tối ngày hôm qua. Năm. Và trong cái vụ tai nạn này thì cũng có cái may mắn là không có một cái tai nạn nào mà đe dọa đến tính mạng và cũng không có một sự thiệt hại nhân mạng nào cả. Nhưng mà đã có 13 người phải vào nhà thương bởi vì những cái vết thương. Đây là thông báo của ông Kate Wade, là đại úy cảnh sát, trong một cái cuộc họp báo ngắn. Thì cái chuyện này có biết lý do tại sao mà cái chiếc xe lửa này nó có vấn đề không anh Dũng? Ở này xe điện anh bây giờ người ta vẫn chưa biết điện. Dạ, chưa biết tại sao. Tại cảnh sát tại chỗ cho biết là xe không bị chật đường ray, không bị chật đường ray, chạy bình thường. Nhưng mà họ nói là hình như là hai xe đụng nhau, có lẽ là do cái tính toán giờ giấc như thế nào nó chật đó. Thường thường chúng ta biết thì xe điện là máy móc computer ride, tức là nó, họ set cái giờ, họ đấn định cái giờ để chạy, cứ thế là theo chạy theo cái tính toán ban đầu thôi. Thì bây giờ họ phải điều tra xem là như thế nào, tại sao có vụ mà đụng như thế này. Chứ còn xe lửa chạy đúng, xe điện chạy đúng trên đường ray. Nhưng mà cũng may Long biết là xe điện này họ chạy không nhanh, họ chạy không nhanh, chạy cũng chậm chậm thôi. Xưa tôi có sống ở Sacramento thời gian này tôi biết, thì đó là lý do tại sao mà người mà chỉ có gần 30 người bị thương, thì có mười mấy người được đưa vào bệnh viện, còn một số người thì bị thương nhẹ thôi, không ai bị nguy hiểm tính mạng cả. Thì đó là cho đến giờ phút này thưa anh. Vâng, đó là những tin liên quan đến địa phương. Sang qua một chuyện khác cũng liên quan đến chuyện Việt Nam và cái vụ 749, thưa quý vị. Sự tranh chấp ở đây thì càng lúc có nhiều thông tin, càng lúc càng mù mờ. Nhưng mà những hành động của các quốc gia mà có lên tiếng trong cái vụ này, thưa quý vị, đã có nhiều cái sự mà hoạt động đó. Chúng tôi thấy rằng là trong những ngày vừa qua có những cái hành động nó có vẻ mạnh mẽ hơn. Và đặc biệt ngày hôm qua, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra tuyên bố rằng là họ chỉ trích cái chuyện Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Thì thưa quý vị, trong cái chuyện mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng như thế này thì chúng ta đã gặp cái chuyện này vào lần cách đây mà 2 tuần. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã lên tiếng khi mà chiếc tàu Hải Dương 8 xâm phạm khu vực vùng biển 749 của Việt Nam. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong hội nghị khối ASEAN cũng lên tiếng. Và ngày hôm qua, thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tiếp tục đưa ra tuyên bố về vấn đề này. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói gì ngày hôm qua, thưa anh Dũng? Vâng, thưa anh, thực ra đây là lần đầu tiên trong hơn một tháng. Dạ, cái lần đầu tiên, vâng, và là lần thứ nhì. Lần đầu tiên Mỹ lên tiếng vụ này là vào ngày 20 tháng 7 năm nay. Và ngày hôm qua là ngày 22 tháng 8. Thì cũng qua cái bà gọi là Morgan Otagus, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, đưa ra một tuyên bố đã chỉ trích Trung Quốc xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Nguyên văn thì họ nói như thế này: tàu Hải Dương 8 đã tiếp tục xâm phạm vùng biển đặc quyền kinh tế Việt Nam, gọi là EEZ, hồi đầu tháng 7. Và vào ngày 20 tháng 7, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra tuyên bố này. Các hành động này làm người ta thắc mắc quyết tâm của Trung Quốc trong việc bảo đảm giải quyết các bất đồng giữa Bắc Kinh và các quốc gia ASEAN. Đó là cái câu đầu tiên trong bản thông báo như thế. Thông cáo tố cáo là Trung Quốc tiếp tục đưa tàu Hải Dương 8 vào bãi thứ 9 vào ngày 13 tháng 8 sau khi rút tàu này ra vào ngày 7 tháng 8 và có tàu võ trang đi hộ thống. Thì đây là lần đầu tiên so với cái tuyên bố hồi ngày 20 tháng 7 thì cái tuyên bố này có dùng cái từ là armed ship, tức là tàu có võ trang đi hộ thống. Trong những tuần qua, Trung Quốc thực hiện một số hành động hung hãn can thiệp vào chủ quyền lâu đời của một số quốc gia ASEAN, ép buộc họ không được khai thác dầu với các nước khác, đồng thời muốn họ hợp tác với các công ty quốc doanh của Trung Quốc, đặc biệt trong việc Việt Nam hợp tác với Nga trong bãi thứ 9. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng tố cáo hành động Trung Quốc là phá hoại hòa bình và an ninh khu vực, gây ảnh hưởng kinh tế đối với các quốc gia Đông Nam Á và ngăn chặn hoạt động khai thác trữ lượng tài nguyên thiên nhiên trị giá tới 2.500 tỷ đô la, đồng thời coi thường chủ quyền của các quốc gia trong vùng. Bộ Ngoại giao khẳng định các công ty Hoa Kỳ là các đối tác hàng đầu thế giới trong việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, bao gồm cả vùng Biển Đông. Vì thế, Hoa Kỳ mạnh mẽ phản đối bất cứ cố gắng nào của Trung Quốc đe dọa hoặc ép buộc các quốc gia đối tác không cho họ hợp tác với công ty của các quốc gia khác hoặc sách nhiễu hoạt động khai thác của họ. Hoa Kỳ kiên quyết đẩy mạnh an ninh năng lượng đối với các đối tác và đồng minh của chúng tôi trong vùng Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.
và bảo đảm ổn định thị trường sản xuất dầu khí toàn cầu. Đó là cái tuyên bố rất là dữ dội của Mỹ so với cái tuyên bố vào ngày 20 tháng 7. Và chúng ta cũng biết là tuyên bố này được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi ông John Bolton là cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ cũng đã tweet ra, ông cho rằng là rất đáng lo ngại về việc Trung Quốc gần đây gia tăng nỗ lực đe dọa để các nước khác không khai thác các tài nguyên ở Biển Đông. Hoa Kỳ đồng lòng với những ai chống lại các chiến thuật bắt nạt và hành vi cưỡng ép đe dọa tới an ninh và hòa bình khu vực đó. Thì đây cũng là lần thứ nhì ông John Bolton tweet ra vậy luôn, cũng trong ngày 20 tháng 7 sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra bản thông cáo đầu tiên, thì trong ngày đó ông John Bolton cũng tweet ra chỉ trích Trung Quốc cái chuyện này. Thì so với lại cái bản mà tuyên bố ngày 20 tháng 7 và cái ngày 22 tháng 8, nó có Mỹ có coi như có thể nói là mạnh mẽ hơn. Họ nêu đích danh cái vụ bãi thứ chính, và họ nêu đích danh tàu Hải Dương 8, họ nêu đích danh cái chuyện là anh ra ngày 7 tháng 8 anh trở lại ngày 13 tháng 8, và họ nêu đích danh cái chuyện là có hai tàu hộ tống võ trang đi theo. Đó là những cái mà ngày hôm qua Hoa Kỳ đưa ra thanh lọc. Vâng, không chỉ Hoa Kỳ đưa ra cái sự quan ngại về chuyện Biển Đông, một quốc gia khác cũng có tiếng nói trong vùng, và đặc biệt vị nguyên thủ của nước này đang có mặt tại Hà Nội, Việt Nam. Ông người đó là ai và câu chuyện ra sao? Xin quý vị tiếp tục dưới băng tần của SPTN. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau ít phút thông tin thương mại.